Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đức Vinh tại điểm cầu Trung ương. Đánh giá chung, qua một năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học đối với lớp 1 đạt được kết quả khả quan. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, toàn ngành giáo dục và các địa phương tổ chức tập huấn thông qua trực tuyến, thực hành trên môi trường mạng, đòi hỏi giáo viên nhà trường tự chủ nhiều hơn. Cách tiếp cận trong việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 khác biệt căn bản so với chương trình hiện hành. Các trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học đối với lớp 1. Khai thác sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Bộ trưởng nhận định, việc triển khai vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tháo gỡ liên quan đến biên soạn sách giáo khoa, tổ chức thực hiện lựa chọn phát hành, tập huấn sử dụng sách giáo khoa ở các địa phương, tài liệu giáo dục địa phương, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất. Phát biểu tham luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đề xuất Bộ Giáo dục tăng cường biên chế giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1, đáp ứng tình hình số lượng học sinh tăng cơ học khá cao. Hiện nay thì tổng số giáo viên toàn ngành hiện thiếu là 3.070 giáo viên, trong đó thì giáo viên tiểu học thiếu là 1.259 giáo viên. Và thật ra nhu cầu thực tế cần bổ sung cho cái lượng giáo viên tiểu học để đáp ứng được cái nhu cầu 2 buổi trên ngày là cần phải bổ sung thêm 2.000 giáo viên. Chọn sách giáo khoa trong năm học 2021 thì trong năm học 2021 cũng thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng hướng dẫn cho các phòng giáo dục chọn sách giáo khoa. Tuy vậy thì vẫn không thống nhất trong toàn tỉnh mà chọn theo thống nhất ở cấp huyện, thị, thành phố. Và sau một năm đánh giá thì để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc mà thống nhất cái chủ trương cũng như cái chỉ đạo trong toàn ngành, thì năm học 2021-2022 thì tỉnh Bình Dương sẽ chọn thống nhất một loại sách giáo khoa trong toàn tỉnh để công tác chỉ đạo điều hành dễ dàng hơn. Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung vào giáo dục phổ thông. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh công tác truyền thông giúp xã hội nhân dân hiểu và đồng thuận, đồng hành với ngành trong quá trình triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Ngành cũng thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình.